ABC mang đến sự tốt lành. Đối với những học sinh hoàn cảnh gia đình nghèo nhận được học bổng ABC mang đến sự tốt lành thời gian qua, chúng tôi thấy ở các em có điểm chung là nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập, kể cả trong cuộc sống. Hoàn cảnh em học sinh mà chương trình hôm nay đề cập đến cũng vậy. Gia đình em nghèo, dù mỗi ngày được đến trường, học tập, vui chơi cùng các bạn, nhưng trong lòng cậu trò Trần Thanh Hào đang học lớp 8A1, trường trung học cơ sở An Bình, huyện Thoại Sơn, luôn đau đáu mỗi khi nghĩ về cảnh ba mẹ phải vất vả ngược xuôi, dầm mưa chạy nắng để cho em được theo đuổi giấc mơ con chữ. Bà của Thanh Hào là anh Trần Thanh Hải, tuổi mới ngoài 40 nhưng đã hơn 20 mấy năm làm thuê. Bao năm cơ cực sương gió làm anh già hơn so với cái tuổi của mình. Anh Hải trước đây khi sức khỏe còn tốt là lao động chính của nhà. Khi đến mùa vụ, anh đi dắt lúa, xả phân, ai thuê gì anh cũng làm để kiếm tiền lo cho vợ con. Khoảng 5 năm nay, anh bị bệnh viêm dạ dày và thoái hóa 4 đốt sống lưng. Từ ngày bị bệnh, ngoài việc không thể lao động nặng nhọc, có tháng số ngày nằm viện của anh còn nhiều hơn ở nhà. Do không đi làm được nên cuộc sống của cả nhà hiện nay chủ yếu nhờ vào tiền làm thuê mướn của vợ. Gần 1 năm nay, anh Hải nhận nuôi bò rẻ. Mỗi ngày anh bỏ công đi cắt cỏ, cho ăn, chăm sóc bò. Đến khi bán có lời sẽ được chia lợi nhuận với chủ bò. Cuộc sống hai vợ chồng cùng làm thuê vốn đã thiếu trước hụt sau. Nay anh bị bệnh nên càng thêm chật vật. Căn nhà mà gia đình đang sống cũng cất tạm trên đất của người khác. Bao năm qua, gia đình chưa có được một căn nhà tươm tất để ổn định cuộc sống. Nhưng điều đáng quý là giữa những nhọc nhằn mưu sinh, giữa bao lo toan cuộc sống, anh chị vẫn quyết lòng dưỡng nuôi ước mơ học tập của đứa con trai duy nhất là Thanh Hào. Bị bệnh 5 năm nay, bị viêm da dày, với bị thối quá xương sống 4 mắt. Thành ra không thể nào làm nặng được. Thành ra như tôi trụ cột trong gia đình đó, trụ cột gia đình mà không lo được cho vợ cho con thì tôi cũng thấy buồn, cũng tủi bản thân lắm. Mà tại vì cái bệnh rồi mình biết sao vậy? Yeah. Rồi thành ra vợ đi làm mướn làm thuê ở ngoài, rồi tôi thì ở nhà như lo lặt vặt, làm công chuyện lặt vặt ở nhà chứ không đi làm mướn làm thuê được. Rồi vợ tôi nó đi mằng cỏ cái lúa, nói chung làm ở ngoài đó làm. Rồi thành ra tôi thấy vậy tôi cũng buồn lắm. Thì thấy như con nó cũng học giỏi, ngoan hiền từ nhỏ đến lớn, rồi cô, thầy cô rồi cũng khen, cũng nói mình mới biết. Ngoan hiền học giỏi từ nhỏ đến lớn mà cũng gán, dù giá nào vợ chồng cũng gán. Gán lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Cái bản thân mình, vợ chồng đó giờ không có ruộng có đất, làm mướn làm thuê mà lại bệnh nữa. Rồi thành ra mình thấy cái cuộc đời hai chồng mình vậy rồi nó thấy quá khổ đi. Bây giờ giá nào cũng phải gắng lo cho con nó ăn học tới nơi, tới chốn. Không muốn cuộc sống cơ cực, quanh năm làm thuê cuốc mướn như ba mẹ. Dù chỉ mới học lớp 8, nhưng Thanh Hào đã ấp ủ định hình cho những ước mơ của mình là sẽ trở thành một nhà giáo hoặc kỹ sư. Anh Hải biết giấc mơ đó sẽ khó trở thành hiện thực nếu như hôm nay anh chị bỏ cuộc. Ngày trước, hai vợ chồng dù đầu tắt mặt tối làm thuê mướn cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống cho gia đình. Từ ngày anh bệnh, một mình vợ phải gồng gánh luôn cả công việc của anh mới có tiền lo thuốc thang cho anh. Vì vậy, để lo cho tương lai của Thanh Hào, anh Hải biết gia đình sẽ còn gặp lắm khó khăn. Với gia đình là vậy, nhưng với Thanh Hào, em biết mình phải nỗ lực nhiều hơn. Mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh khác nhau. Còn gia đình em thì tuy là nó nghèo khó, ba thì bị bệnh, còn mẹ thì phải bươn chải. Nhưng em thấy vậy thì em quyết định là chỉ có việc học mới giúp em có thể thay đổi được tương lai, là để chăm lo cho ba mẹ sau này. Từ ngày anh Hải bị bệnh, chị Cao Thị Quyền Trân, mẹ của Thanh Hào, phải gánh vác thêm vai trò là trụ cột gia đình. Khi vào mùa vụ là chị đầu tắt mặt tối chạy từ đồng này qua đồng khác để cấy lúa mướn, nhổ lúa cỏ. Khi hết việc ở ruộng gần nhà, chị chạy sang tận Kiên Giang làm thuê. Vất vả là vậy, nhưng cả ngày làm thuê, tiền công cũng chỉ khoảng 150.000 đồng. Thế nhưng đâu phải hôm nào cũng có chuyện làm.
Những hôm không có ai thuê mướn, chị phụ anh Hải đi cắt cỏ cho bò ăn. Mái nhà của gia đình Thanh Hào đang cất tạm đã lâu nên xuống cấp. Những khi mưa lớn, nhà dột đủ bề. Cảnh nhà là vậy, cảnh người cũng có khá gì hơn. Có những hôm anh Hải bệnh đau, gia đình không có tiền mua thuốc. Lắm lúc nhìn gia cảnh của mình, chị Trân rơi nước mắt, muốn buông xuôi. Nhưng thấy con ham học và học giỏi, chị nghĩ nếu chị không cố gắng, gia đình sẽ như thế nào, tương lai con sẽ ra sao. Vì vậy mà chị tiếp tục phấn đấu vượt qua. Mỗi lần thì ông xã ông đi làm mướn. Rồi như thời gian gần đây, cái 4-5 năm nay ông bệnh đó, rồi ông đi mặn không có được, rồi em đi làm. Đàn bà mà mình gánh vác gia đình thì nó cũng buồn, nhưng mà biết làm sao giờ. Cái hoàn cảnh mà mình thay chồng, mình lo cho con, cho chồng chứ. Giờ không lẽ chồng mình vậy rồi mình buông xuôi nữa thì sao được. Mỗi lần phải ông vác lúa, giờ mình đàn bà đâu có vác được, thì phải cấy lúa nhổ cỏ hàng ngày vậy đó. Có nhiêu đó mình làm hoài vậy đó. Cũng như mình làm vậy thì ngày cũng 7-80, 8-90, tùy theo cái sức khỏe. Khi 100 mấy cũng có, người con thì đi học, rồi thuốc thang thì đi xin. Ngày cũng xin chị em dòng họ vậy đó, trợ giúp tiếp. Chứ mình ên thì lo không nổi. Cũng gắng cố gắng đang làm để cho nó đi học. Nhiều khi nó nói nè, nó cũng nói vậy nè, thôi mẹ mấy con học tới hết lớp 9 đi, con nghỉ học con đi mặn tiếp. Mẹ nói thôi ông tướng, ông lo học cho tôi đi. Tôi khổ dữ lắm rồi, tôi khổ tôi lo cho cha ông rồi, bây giờ còn mắc nghỉ học tội nghiệp cho tôi. Tôi gắng mặn, bây giờ con gắng học đi là một tiếng là mẹ mặn thêm tiếng nữa đó. Cái nói thôi vậy con gắng học, cho nó nghỉ nó cũng khóc nữa, nó không có chịu. Dù hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng mà ba mẹ vẫn cố gắng để lo cho em được đến trường. Thì em suy nghĩ như thế nào về cái sự hy sinh đó ba mẹ dành cho mình? Dạ, em cảm thấy là thương ba mẹ. Dạ, em rất là muốn một ngày nào đó mình có thiệt là nhiều tiền để báo đáp lại công ơn của ba mẹ dưỡng dục sinh ra mình. Mỗi ngày em thấy ba mẹ cực khổ vậy, em rất là buồn. Nhưng em cũng cố gắng để học để sau này giúp ba. Em đã chia sẻ là có một cái ước mơ là sẽ có một cái công việc để mà kiếm nhiều tiền đúng không? Thì chị nghĩ là để thực hiện được ước mơ đó thì không còn cách nào khác là em phải cố gắng học cho thật giỏi để mình có một cái nghề về sau này. Không biết là em yêu thích công việc sau này như thế nào? À, thì sau này em ước mơ được mình làm một kỹ sư để sáng chế ra nhiều cái vật dụng để giúp ích cho mọi người. Em có cái niềm đam mê này từ lúc nào? Thì cũng tình cờ thôi, thì em nhìn thấy trên TV á, các bác nông dân, các chú á, thì chế rất là nhiều đồ giúp ích cho mọi người, nên em cảm thấy mình theo chí hướng của họ. Với cố gắng của mình, suốt những năm học vừa qua, Thanh Hào luôn đạt thành tích giỏi xuất sắc. Em học giỏi đều các môn, trong đó nổi trội là các môn tự nhiên. Điểm số học kỳ 1 vừa qua của Thanh Hào là toán 9,2, quá 9,4. Ngoài chăm ngoan học giỏi, em còn là học sinh tích cực đi đầu trong các hoạt động ngoại khóa của trường. Bản thân Thanh Hào còn luôn quan tâm giúp đỡ bạn bè trong việc học. Tấm gương vượt khó của em luôn được thầy cô bạn bè ở trường trung học cơ sở An Bình quý mến. Em Trần Thanh Hào thì là một học sinh ngoan hiền, cũng rất là lễ phép ở trong lớp. Thì em cũng là đạt học sinh giỏi 3 năm liền nay. Tuy cái hoàn cảnh em khó khăn nhưng mà cái tinh thần vượt khó của em cũng rất là cao. Và em cũng là một học sinh gương mẫu ở trong lớp. Thì thật sự em Hào này rất là có tinh thần vượt khó cao, cho nên em cũng là một cái tấm gương để cho các bạn ở trong trường mình để cố gắng hơn trong học tập. Về phần hỗ trợ thì nhà trường cũng có hỗ trợ về tập sách cũng như là quần áo để mà cho em đủ cái hành trang để đến trường. Xin được chào mừng quý đại biểu, quý thầy cô và các em học sinh đang đến với buổi lễ trao học bổng IDC mang đến sự tốt lành. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình An Giang phối hợp cùng với công ty IDC thực hiện. Kính thưa quý khán giả, Thủy Ngân đang có mặt tại trường trung học cơ sở An Bình của xã An Bình, huyện Thoại Sơn để trao học bổng cho những em học sinh có thành tích vượt khó học giỏi của trường.
Như thường lệ thì ở mỗi điểm trường có mặt thì bên cạnh suất học bổng dành tặng cho nhân vật chính của chương trình thì ở mỗi điểm trường chúng tôi còn dành tặng 5 suất học bổng cho 5 em học sinh của trường có thành tích vượt khó học giỏi. Mỗi em được nhận một chiếc xe đạp và một phần quà tập. Và sau đây xin được mời em Ngô Lê Gia Bảo lớp 9A1, em Trần Thị Như Ý 6A1, Nguyễn Ngọc Tình lớp 6A1, Phùng Văn Hòa Bình lớp 6A1 và Nguyễn Văn Thắng lớp 7A3 cùng bước lên phía trên để nhận những suất học bổng dành tặng cho mình. Và chúng tôi xin được kính mời cô Trần Thị Thanh Thúy, hiệu trưởng nhà trường, sẽ lên trao tặng cho mỗi em một chiếc xe đạp do nhãn hàng gạo đen Trường Thọ của công ty ADC trao tặng. Mừng các bạn đã được nhận xe đạp từ chương trình học bổng ADC mang đến sự tốt lành. Và tiếp theo chương trình, chúng tôi cũng xin được mời ông Nguyễn Phước Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Bình lên trao tặng cho mỗi em một phần quà tặng. Kính thưa quý vị, về phía nhà trường trung học cơ sở An Bình thì cũng có những phần quà khích lệ gửi đến các em. Chúng tôi xin được mời thầy Võ Thanh Phong, Phó Hiệu trưởng lên trao tặng cho các em ạ. Kính thưa quý khán giả, thành tích học tập của em Trần Thanh Hào, học sinh lớp 8A1 của trường trung học cơ sở An Bình bao năm qua thì thầy cô và học trò ở đây đều biết, bởi vì em luôn là một trong những học sinh tiêu biểu của lớp và của trường. Phía sau thành tích đó thì ít ai biết được rằng đó là một quá trình nỗ lực vượt khó của bản thân em cũng như là gia đình em. Bởi hoàn cảnh vô cùng khó khăn, không có đất sản xuất, ba mẹ em phải sống bằng nghề làm thuê, làm mướn. Và gần đây thì ba của Thanh Hào lại mắc bệnh, gai cuộc sống, không thể làm việc nặng. Cho nên là mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình hầu như chỉ cậy nhờ vào công việc làm thuê không ổn định của mẹ em. Do vậy cuộc sống gia đình luôn bấp bênh, thiếu trước hụt sau. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Hào xác định chỉ có việc học mới có thể giúp cải thiện cuộc sống gia đình. Cho nên em luôn nỗ lực cố gắng vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay, chương trình học bổng IDC mang đến sự tốt lành có mặt tại đây để trao tặng em suất học bổng đặc biệt trị giá là 9.999.000 đồng để giúp cho em có thêm niềm tin và nghị lực trên con đường học vấn của mình. Xin mời em Trần Thanh Hào lớp 8A1 bước lên phía trên để nhận suất học bổng đặc biệt dành tặng cho mình. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh An, giám đốc chi nhánh IDC tại An Giang sẽ lên trao tặng suất học bổng đặc biệt cho em Trần Thanh Hào. Xin chúc mừng Hào. Thì hôm nay tôi đại diện cho công ty ADC để trao cho em suất học bổng ADC mang đến sự tốt lành. Thì mong rằng với suất học bổng này em sẽ ngày càng cố gắng hơn trong quá trình học tập của mình. Xin gửi lời cảm ơn đến chính quyền địa phương, quý nhà trường cùng các câu lạc bộ nông dân ADC đã đồng hành với chương trình. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Thanh An. Một lần nữa thì xin được chúc mừng cho Thanh Hào đã được nhận suất học bổng đặc biệt từ chương trình và bên cạnh đó thì còn được nhận rất là nhiều phần quà từ chương trình, từ các mạnh thường quân cũng như quý thầy cô đã gửi tặng cho em. Thì em có điều gì muốn chia sẻ với mọi người? Dạ, em cảm ơn công ty và thầy cô đã giúp đỡ cho em được đến trường mỗi ngày. Em sẽ cố gắng học giỏi để lo cho gia đình, cho ba mẹ em. Để không phụ lòng quý công ty và thầy cô. Kính thưa quý khán giả, và đến đây chương trình học bổng ADC mang đến sự tốt lành kỳ này cũng xin được kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin trân trọng kính chào.